Zotusby com shop bán hàng Free Fire giá rẻ uy tín, nơi bán hàng Free Fire siêu VIP, siêu chất lượng mà giá lại cực kỳ rẻ, phù hợp với mọi lứa tuổi. Cùng với rất rất nhiều vòng quay, chủ vận may kim cương vô cùng hấp dẫn, có cơ hội trúng tới 2.000 kim cương chỉ với 20.000 đồng. Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay truy cập Zotusby com để có ạc siêu VIP và 2.000 kim cương giá rẻ các bạn ơi. Hello, chào các bạn, mình là Subi đây. Thì hôm nay là mình sẽ lại tiếp tục làm một video nữa về Free Fire nha các bạn. Thì trước khi video, nếu các bạn thích video của mình, đừng quên để lại cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhá. Và đừng quên bấm vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video nha các bạn. Thì ok, hôm nay mình sẽ lại tiếp tục vào ạc của anh Bớt Gaming và mình sẽ leo huyền thoại cho ạc anh Bớt ý. Thì như mình đã hứa ở những video trước thì mình có bảo là nếu các bạn thích thì mình sẽ leo huyền thoại ở trong ạc anh Bớt, thì nhiều bạn cũng khá là thích nên là mình sẽ làm video leo huyền thoại trong cả anh Bớt nha các bạn. Thì mình vừa mới leo từ bạch kim 1 lên lên kim cương 4 rồi ý. Hiện tại là mình đang kim cương 4 5 sao rồi ý. Trận này trận cuối là mình sẽ lên được huyền thoại và mình sẽ đi chấp 3 round nha các bạn. Không biết đồng đội mình có hợp tác không, mà hiện tại là đang còn có 3 bạn bên địch thôi ý. Mong là đồng đội mình hợp tác. Ui còn có 2 bạn nữa kìa, thôi đi chấp đi. Chắc đồng đội mình không biết có hợp tác không, nhưng mà mong là sẽ hợp tác với mình để mình còn làm được video ấy. Thì hiện tại là mình đang chấp 3 round mà các bạn. Đó, mình sẽ đi đấm chơi chơi thằng này thôi. Úi dồi ôi, chết lại one shot. Chết này. Đuổi nó, chơi nó luôn, gì nó luôn, gì chết nó luôn. Chết này. Ui, chả trúng nhờ. Thôi tha cho nó đi. Mình sẽ đi chấp 3 round mà các bạn, nên là mình sẽ tha cho nó. Ok, đứng đây bố anh đậu một chút. Nhưng mà hiện tại là bố không có ai xem nên là bố cũng chả được cái gì. Thôi đi đi. Ui, bên bạn còn có một đứa kìa. Ô, chấp đi mà. Đồng đội kiểu gì mà chả chịu hợp tác thế nào. Chấp đi xem nào. Bên mình còn bốn đứa mà bên bạn còn có một đứa thôi kìa. Ok, mình sẽ đứng đây để cho đồng đội mình mong là đồng đội mình sẽ chết hết để mình còn tí nữa mình sẽ đi chấp ấy. Ui, chết hai đứa rồi này. Ui kìa, chết lốt thằng kia đi. Ui sao mà bên bạn bắn hai nhỉ, hình như là thanh niên kia cầm USB mà bắn hai nhỉ, giết được hai đứa bên mình luôn ý. Ui đẳng cấp. Ok chết lốt rồi này. Ui vãi, đồng đội mình bắn kiểu gì mà để thanh niên USB giết được kìa. Ui trời ơi, ảo thật đấy, gì mà để ba thằng mà lại để một đứa USB nó giết thế kia thì chết dở. Ok bây giờ mình sẽ kiểu bạn nghịch nghịch chiêu chiêu nhá, chứ mình không có bắn đâu. Ok, mình sẽ kiểu chơi chấp mà nên là mình sẽ trêu trêu nó nên là mình sẽ không bán đâu. Ok, úi xồi, úi xồi. Múa anh đậu, từ múa anh đậu ấy. Ôi cái gì đây, lừa à. Mình đã không bán rồi mà nó còn để chết kìa. Má thanh niên kia chắc là nhát quá không dám đẩy ra là bị bo đốt chết rồi ý. Chắc là thanh niên đó yếu máu rồi ý nên là chạy phét bo phét chết luôn. Mình đã có ý định muốn chấp rồi mà lại để mình thắng thế này, chạy kiểu gì. Mình tính là mình chấp 3 round mà lại để mình thắng 1 round rồi, chán thế nhở. Ok, mình sẽ không mua súng nha các bạn. Đó, chả cần mua súng luôn. Cầm USB đi bắn cho nó sướng. Tại vì là đang chấp 3 round mà để round thứ 3 mua đồ cho nó nhiều đồ ấy. Mình không có sợ thua nên là round thứ 3 mình sẽ kiểu gánh team các thứ nên là mình không có sợ thua. Đúng là con trai của ta. Ôi trời ơi, one shot. Úi giời ơi. Úi dồi, ớt gì đây? Úi dồi, lỗi kỹ thuật thế nhờ. Mà súng này oan sót yếu thế nhờ. Bắn mẽ chả chết, bắn một viên là vào đầu khá là yếu, không có nhiều máu lắm. Được có 80 máu, dỗi thật. Giờ chỉ biết đứng đây thôi, chả biết làm gì. Giờ đẩy lên thì chết vội, chết sớm thì không có hay. Mình muốn mình sống sót cuối cùng cơ, giờ mà chết thì không hay. Úi dồi, từ từ, cứu. Mặc dù là mình đang chấp đấy nhờ, mình vẫn muốn sống đến cuối cơ, chứ mình không có muốn chết thế này đâu. Giờ mà chết xem đồng đội thì không có vui. Cứu đi. Đó, mình không muốn chết vội đâu. Giờ muốn sống cuối cùng cơ. Thanh niên này ra chết lốt đi xem nào. Đứng làm gì? Núp làm gì? Ra chết lốt đi để cho mình sống cuối cùng. Mình sẽ sống dai để mình thành huyền thoại, đúng rồi. Sống dai để rồi. Vừa nói sống dai để thành huyền thoại mà lại để chết thế này, dỗi thế nhở. Cứu. Úi trời ơi, chết rồi. Ok, mau là sẽ thua đi để mình sẽ chấp 3 round mà. À không, tính ra là thắng 1 round rồi đấy nên là cũng chả gọi là chấp 3 round nữa. Dỗi thế. Ui dồi ôi,
bắn nó trời ơi không cân nổi rồi, bên bạn có hai đứa cơ mà thông giáo thua không được, thua càng tốt, mình đang muốn thua. Ôi, hình như bên bạn có một thanh niên AFK hay sao ấy, nay mình thấy là có bên bạn có một thanh niên số 1 nó mất tín hiệu, mất kết nối. Ok, nhưng mà mình muốn thua cơ chứ mình không có muốn thắng đâu, mình muốn thua 3 round cơ. Ok, trở lại mình sẽ mua long tộc mình bắn nhá. Không có mua, không có dùng USB nữa, mua long tộc bắn cho nó sướng. Mỗi tội là không biết mình sẽ có nên giết nó không, hay là bây giờ bắn thắng luôn nhờ, tại vì là đằng nào mình cũng kiểu không chấp 3 round nữa ý, tại vì là mình lỡ thắng 1 round rồi nên là chắc là bắn bắn được đến đâu thì bắn thôi. Nhưng mà vừa bắn vừa chấp ý, chứ mình không có muốn bắn thắng vội đâu. Ấy có đứa, có thằng này này, chết lại chết chết này, nhờn với long tộc à. Đâu rồi thằng này nữa, ui ui từ 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 suýt chết. Ui má, không có đồng đội mình thì mình suýt chết rồi đấy. Mà thì ra là chả cần đồng đội mình quái mình vẫn sống mà không chết được, quái mình đặt keo rồi thì làm gì có chuyện chết được, đặt keo xong mình thay đạn xong thì mình quay lại mình giết nó thôi, không chết được. Ok thằng cuối này, ok chết này, ui one shot luôn. Không trêu vậy chứ không phải one shot, đấy là 2 viên rồi mà, một viên vào người một viên lên trời. Ui sao đồng đội mình cứ ra đứng gần mình làm gì nhở? Chắc là biết anh bớt rồi nên là đứng gần anh bớt đi. Ok cho khẩu súng này anh nhặt đi. Ok anh em xông lên chơi nó luôn, sợ gì. Ok từ lựu đạn này không biết có chết được đứa nào không. Ui rồi chả trúng ai, ui dồi, chén thế, làm lựu đạn mà chả trúng ai này, dỗi thế nhở. Ô, không sao, cần gì lựu đạn, mình có súng mà. Đây 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 có một thằng đằng này này. Có một thằng đằng này này. Ra chơi nó. Đấy, kia, nó chạy kia kìa. Đấy, mình vừa bắn, mình vừa chớp ấy, chứ mình không có muốn bắn thật. Mong cho đồng đội mình chết hết đi để mình cân 4, cân 3 luôn, sợ gì. Chết hết đi đồng đội ơi. Mong đồng đội mình sẽ chết hết. Mình muốn cân 3, cân 4 cỡ. Trời ơi, gì đây? Chết chết lốt đi xem nào, cái thằng cuối cùng bên mình mong là sẽ chết lốt đi để cho thằng kia nó cứu hết đồng đội nó xong thì mình sẽ, ui ôi tính vậy là mình sẽ cân 4 mà lại ở bàn thắng hồi này, đồng đội gì mà chả hợp tác tí nào ấy, chán thế nhở. Ui vãi ra cuối rồi này, không mình không muốn thắng đâu, giờ mà thắng thì video hình ngắn ấy, các bạn hiểu không đó, nên là mình không còn muốn thắng vội, mình muốn chơi mình chấp cơ chứ giờ mà thắng thì video ngắn lắm. Ok ui tặng hoa cái gì, nếu như là muốn tốt cho mình thì hãy chấp đi chứ đừng có bàn thắng, mặc dù mình nói chúng nó chẳng nghe thấy gì đâu nhưng mà thua đi trời ơi đừng có thắng, mình không muốn thắng đâu. Ôi dồi ôi, hay là chắc là mình sẽ ra mình tự tử cho bên bạn ăn kill nhờ, xong thì xong cho bên bạn, mong là bên bạn sẽ giết được hết đồng đội bên mình. Ok chắc là mình sẽ đứng mình sẽ tự tử thôi, không bắn đâu. Ok, mà nào bên mình sẽ thua để mình còn còn chấp 3 round mà. Giờ mà thắng 4-1 thì hơi chán, nên là mong đồng đội mình sẽ thua hết đi. Úi rồi, cái gì đấy? Bên bên bạn chết rồi kìa, còn có một đứa kìa. Chấp đi, rồi chả có hy vọng rồi. Không sao, nói chung là lên được huyền thoại rồi các bạn, nhưng mà mỗi tội là hơi chán một tí là mình đang tính chấp 3 round mà đồng đội mình chả hợp tác tí nào ấy. Ôi dồi ôi, thắng gì mà thắng 4-1 luôn ý. Dự định là sẽ chấp 3 round mà lại thắng 4-1 luôn. Mình còn chả bán được gì ý. Đáng lẽ mình phải MVP mà lại để mất MVP rồi. Ok, lấy huyền thoại ở đây. Ok, thì nói chung là mình đã hoàn thành xong thử thách, đó chính là leo huyền thoại cho Hạc Anh Bớt rồi. Và mình đã leo từ danh vàng 1, nhầm, vàng 5 lên tận danh huyền thoại. Nói chung là hoàn thành xong thử thách rồi. Nhưng mà mỗi tội là trận cuối lên huyền thoại nó không được đẹp mắt lắm, tại vì là đồng đội mình không hợp tác ý. Không sao, ok, chắc là mình sẽ kết thúc video tại đây thôi nha. Và nếu bạn thích video của mình, đừng quên lại cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhá. Còn bây giờ thì bye các bạn.